Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Bạo loạn nghiêm trọng, Bangladesh ban bố lệnh giới nghiêm vô thời hạn. Ngày 4 tháng 8, tờ nhật báo hàng đầu Bangladesh Prothom Alo cho biết ít nhất 95 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong các cuộc đụng độ bạo lực giữa người biểu tình và cảnh sát trên khắp Bangladesh. Cũng theo tờ Prothom Alo, trong số 95 người chết có ít nhất 14 cảnh sát. Đây cũng là số người thiệt mạng cao nhất trong một ngày so với bất kỳ cuộc biểu tình nào diễn ra gần đây ở Bangladesh. Trong khi đó, kênh 24 Bangladesh đưa tin ít nhất 85 người thiệt mạng trong cuộc biểu tình. Chính phủ Bangladesh chưa đưa ra báo cáo về con số thương vong trong cuộc biểu tình. Làn sóng bạo loạn ở Bangladesh xảy ra trong bối cảnh hàng chục nghìn người biểu tình tiếp tục xuống đường kêu gọi Thủ tướng Bangladesh bà Sheikh Hasina từ chức do sử dụng vũ lực quá mức đối với người biểu tình, buộc các lực lượng cảnh sát đã phải bắn hơi cay và đạn cao su để giải tán. Tại khu phố Uttara của thủ đô Dhaka, người biểu tình đã tấn công các ngôi nhà và phá hoại một văn phòng phúc lợi cộng đồng trong khu vực của đảng cầm quyền, theo tờ The Guardian. Các nhân chứng cho biết người biểu tình còn cho kích nổ bom tự chế và tiếng súng nổ ra, ít nhất 20 người trong khu vực bị trúng đạn. Cảnh sát cũng cho biết ít nhất 4 nhà máy may mặc đã bị phóng hỏa ở Asulia, ngoại ô thủ đô Dhaka. Theo hãng tin Reuters, chính phủ Bangladesh lần đầu tiên phải ban bố lệnh giới nghiêm vô thời hạn trên toàn quốc bắt đầu từ 6 giờ chiều ngày 4 tháng 8. Dịch vụ Internet tốc độ cao cũng bị ngắt và các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook và WhatsApp hiện không hoạt động ở Bangladesh. Những kẻ thực hiện bạo lực không phải là sinh viên, mà là những kẻ khủng bố nhằm gây bất ổn cho đất nước. Tôi kêu gọi đồng bào của chúng ta hãy trấn áp những kẻ khủng bố này bằng bàn tay mạnh mẽ, bà Hasina tuyên bố về tình hình bạo loạn ở Bangladesh. Theo tờ The Guardian, đảng Liên đoàn Awami cầm quyền cho rằng, việc người biểu tình yêu cầu Thủ tướng Hasina từ chức cho thấy lực lượng đối lập gồm chính đảng quốc gia Bangladesh và đảng Jamaat-e-Islami bị cấm đứng đằng sau các cuộc bạo loạn này. Đợt bạo loạn ở Bangladesh hôm 4 tháng 8 tiếp tục khiến cho tình trạng bất ổn ở nước này thêm nghiêm trọng sau khi chính phủ đưa ra hệ thống hạn ngạch việc làm mới, dành 30% số lượng công việc trong chính phủ cho các cựu chiến binh và người thân của họ. Các cuộc biểu tình ở Pháp đã bắt đầu vào ngày 27 tháng 6 sau vụ việc cảnh sát giao thông bắn chết một nam thiếu niên 17 tuổi tên Nahel ở vùng Nanterre, ngoại ô thủ đô Paris. Tính đến hết ngày 1 tháng 7, hơn 3.000 người biểu tình quá khích đã bị bắt. Trước tình hình căng thẳng ở Pháp, nhiều nước đã lên tiếng bày tỏ sự quan ngại và cảnh báo công dân. Trước đó, tối 30 tháng 6, xe buýt chở 31 du khách Trung Quốc tại thành phố Marseille, Pháp đã bị người biểu tình tấn công. 5 người bị thương sau vụ việc. Lãnh sự quán Trung Quốc tại Marseille đã gửi công hàm tới phía Pháp, yêu cầu giới chức Pháp đảm bảo an toàn cho công dân Trung Quốc và tài sản của họ. Theo tờ China Daily, Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp nhắc nhở công dân nước này chú ý tình hình an ninh, tránh các khu vực đang diễn ra biểu tình và bạo lực. Đại sứ quán cũng yêu cầu những người Trung Quốc đang du lịch ở Pháp cảnh giác và thận trọng khi ra ngoài đường. Cũng trong ngày 2 tháng 7, phía Iran kêu gọi chính phủ Pháp chấm dứt việc đối xử bạo lực với người dân. Trên Twitter, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Nasser Kanani, kêu gọi công dân Iran cân nhắc các chuyến đi không cần thiết tới Pháp. Ông cũng khuyến nghị công dân Iran ở Pháp tránh các khu vực xung đột. Theo hãng tin AFP, ông Kanani mong chính phủ Pháp chấm dứt việc đối xử bạo lực với người dân bằng cách tôn trọng các nguyên tắc dựa trên phẩm giá con người, quyền tự do ngôn luận và quyền biểu tình ôn hòa của người dân. Khi bạo lực vượt khỏi tầm kiểm soát ở các vùng của Pháp, hai công đoàn đại diện cho nhiều cảnh sát của nước này đã yêu cầu Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phải hành động ngay lập tức và hỗ trợ họ khi họ chống lại những kẻ bạo loạn. Tuyên bố được đăng trên phương tiện truyền thông xã hội từ Cảnh sát Liên minh Cảnh sát Quốc gia và dường như đã nhận được thông điệp của họ khi nhiều cảnh sát đã được gửi đến để ngăn chặn tình trạng bất ổn. Trong bản dịch tuyên bố, đối mặt với những đám người mang rợ này, kêu gọi bình tĩnh là chưa đủ. Chúng ta cần áp đặt nó, thiết lập lại trật tự ở nước Cộng hòa và đưa những người bị bắt ra ngoài phạm vi mà họ có thể hành động. Trong tuyên bố nêu rõ rằng nếu cảnh sát không nhận được sự hỗ trợ chính trị cần thiết trong việc dập tắt bạo lực, họ có thể hành động. Hôm nay, cảnh sát đang chiến đấu vì chúng ta đang có chiến tranh, ngày mai chúng ta sẽ kháng chiến và chính phủ nên nhận ra điều đó. Tuyên bố với lời lẽ mạnh mẽ lưu ý rằng các thành viên của nó là đa số công dân không còn có thể chịu đựng được mệnh lệnh với một số ít. Tất cả các lựa chọn phải được đưa ra để khôi phục luật pháp của nhà nước nhanh nhất có thể. Các báo cáo khác cho biết các liên đoàn cảnh sát đang tiến hành một cuộc chiến chống lại cái mà họ cho là sâu bọ. Tình hình bạo loạn ở Pháp liên quan vụ thiếu niên tên Nahel gốc Bắc Phi bị cảnh sát giao thông bắn chết đã kéo dài gần một tuần và chưa có dấu hiệu kết thúc.
Biểu tình đã nổ ra sau khi một sĩ quan bắn chết Nahel vào hôm 27 tháng 6. Nahel được cho là đã cố gắng chạy trốn khỏi một điểm dừng giao thông. Vụ việc được ghi lại trên video, lan truyền trên mạng xã hội và làm dấy lên sự giận dữ. Giới quan sát đánh giá, sự việc này đã phơi bày căng thẳng chủng tộc nghiêm trọng ở Pháp. Một ngày sau khi Nahel được an táng tại quê nhà gần Paris, Bộ Nội vụ Pháp cho biết cảnh sát đã thực hiện 719 vụ bắt giữ trong đêm sau khoảng 1.300 vụ bắt bớ vào đêm hôm trước. Theo Bộ Nội vụ Pháp, bạo loạn đã khiến khoảng 45 sĩ quan cảnh sát và hiến binh bị thương, 577 phương tiện bị đốt cháy, 74 tòa nhà bị phóng hỏa, cũng như gây ra 871 vụ cháy trên đường phố và các không gian công cộng khác. Bộ Nội vụ Pháp cũng cho hay hơn 20 đồn cảnh sát và doanh trại hiến binh bị tấn công. Trong ngày 2 tháng 7, một ô tô bốc cháy đã đâm thẳng vào nhà ông Vincent John Brun, người đứng đầu vùng Hauts-de-Roses, ngoại ô thủ đô Paris. Theo hãng tin AP, việc người biểu tình tấn công vào nhà một quan chức đã khiến tình hình trở nên đáng quan ngại hơn. Thị trưởng Vincent John Brun cho biết vụ tấn công diễn ra lúc 1 giờ 30 sáng 2 tháng 7, vợ và một đứa con của ông bị thương trong vụ việc. Khi ấy, ông đang ở trong tòa thị chính để theo dõi tình hình các vụ biểu tình. Tổng số người bị bắt lên hơn 3.000 người. Hàng trăm cảnh sát và lính cứu hỏa đã bị thương trong các cuộc đụng độ với người biểu tình. Tối 2 tháng 7, Tổng thống Emmanuel Macron đã tổ chức cuộc họp an ninh đặc biệt. AP dẫn lời một quan chức chính phủ cho biết ông Macron có kế hoạch gặp những người đứng đầu hai viện của Quốc hội vào ngày 3 tháng 7 và dự kiến gặp người đứng đầu của 220 thị trấn, thành phố bị các cuộc biểu tình làm ảnh hưởng. Các cuộc biểu tình ở Pháp bắt đầu vào ngày 27 tháng 6 sau vụ cảnh sát giao thông bắn chết thiếu niên 17 tuổi tên Nahel. Tang lễ của cậu Nahel bắt đầu ngày 1 tháng 7, hàng trăm người đã xếp hàng để vào nhà thờ Hồi giáo ở thị trấn Nantes, ngoại ô thủ đô Paris dự lễ tang. Trả lời phỏng vấn đài BFM TV, bà của Nahel kêu gọi người biểu tình dừng các hoạt động bạo loạn. Đừng phá cửa sổ, xe buýt, trường học, chúng tôi muốn mọi thứ bớt căng thẳng, bà nói. Ngày 2 tháng 7, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết ông theo dõi và cảm thấy lo ngại về các cuộc bạo loạn ở Pháp. Pháp là một quốc gia láng giềng thân thiện. Paris và Berlin cùng nhau đảm bảo Liên minh châu Âu hoạt động hiệu quả. Đó là lý do tại sao chúng tôi cảm thấy quan ngại với tình hình bạo loạn ở Pháp. Tôi rất hy vọng và chắc chắn rằng Tổng thống Pháp sẽ tìm cách nhanh chóng cải thiện tình hình, ông nói. Tình trạng bất ổn tại Pháp hiện nay có lẽ xuất phát từ nguyên nhân sâu xa mà nếu chỉ những cuộc trấn áp của cảnh sát và kiểm duyệt phương tiện truyền thông xã hội thì không thể giải quyết triệt để. Banlieue, một tên gọi dành cho các vùng ngoại ô của Pháp, thường xuyên rơi vào tình cảnh hỗn loạn và phóng hỏa trong các cuộc bạo loạn kể từ những năm 1970. Mọi thứ trở nên đặc biệt bạo lực trong thời kỳ bất ổn chống cảnh sát vào mùa thu năm 2005. Gần 20 năm sau, một kịch bản tương tự tái diễn. Vào năm 2005, hai thanh niên gốc Ả Rập bị điện giật khi cố trốn thoát sự truy bắt của cảnh sát Pháp. Gần 20 năm sau, hai cảnh sát của nước này đã nổ súng bắn một thiếu niên gốc Algeria khi cậu ta tìm cách trốn thoát trên một chiếc ô tô bị đánh cắp. Sự kiện này đã được quay video lại và lan truyền hình ảnh trên mạng xã hội, tương tự như trường hợp của George Floyd ở Mỹ 3 năm trước, dẫn đến các cuộc nổi dậy Black Lives Matter, mạng sống của người da màu cũng quan trọng, nổ ra trên khắp thế giới. Chỉ vài giờ sau khi hình ảnh được đăng tải, hàng chục nghìn thanh niên, chủ yếu là nam giới, nhiều người trong số họ là trẻ vị thành niên, đã tham gia các cuộc bạo loạn dữ dội ở các vùng ngoại ô nước Pháp, từ Nantes ở phía Bắc đến Marseille ở phía Nam. Nhiều ô tô bị đốt cháy, các tòa nhà công cộng bao gồm cả trường học bị tấn công, các cửa hàng bị đột nhập và hàng trăm người bị bắt giữ. Ở một số nơi, thủ phạm hầu hết là con cháu thế hệ thứ 3 và thứ 4 của người di cư, thậm chí còn được cho là đã sử dụng súng để quấy rối người dân địa phương sống chủ yếu trong nhà ở xã hội. Chính phủ đã phản ứng bằng cách triển khai xe bọc thép, trong khi các sự kiện công cộng lớn như các buổi trình diễn ca nhạc đã bị hủy bỏ. Tổng thống Emmanuel Macron đã phải cắt ngắn lịch trình tại hội nghị thượng đỉnh EU, tuyên bố rằng các mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng TikTok, là nguyên nhân sâu xa khiến bạo lực leo thang. Trực tiếp xử lý các nền tảng, Tổng thống Macron yêu cầu xóa nội dung nhạy cảm và kiểm tra gắt gao hơn nội dung được xuất bản. Chính phủ Pháp hiện dự tính áp đặt tình trạng khẩn cấp với lệnh giới nghiêm sau nhiều năm bị phong tỏa cùng hàng loạt vụ bắt giữ trong bạo loạn, dẫn đến các nhà tù quá tải. Pháp đang trên bờ vực suy yếu tinh thần về nhiều mặt. Tuy nhiên, sự gắn kết xã hội tại quốc gia này vẫn tương đối vững chắc. Câu trả lời ở đây là chính phủ Pháp phải nắm rõ được những ưu tiên nằm ở đâu trong tương lai gần. Các câu hỏi về các vấn đề xã hội thường gây ra những bước ngoặt chính trị, đặc biệt là ở Pháp. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.